Hôm nay mình sẽ chia sẻ món mì xào nhé. Ở đây mình sẽ chuẩn bị rau củ quả để xào lẫn với mì nhé. Ở đây mình sẽ chuẩn bị cà rốt này, thái sợi này, làm sạch hết rồi, cải bắp này, su hào này, đấy, su hào này. Tất cả các nguyên liệu này các bạn đều thái sợi mỏng cho mình nhé. Rửa sạch thái sợi mỏng cho mình. Tết đến ấy, khi mà ăn Tết xong ấy chúng ta sẽ rất là ngấy. Nên mình sẽ có những cái món ăn như này để ăn kèm ấy. Ngoài làm lộn ra chúng ta có thể xào. Cho thêm ít hành cho nó thơm nhé. Thái thêm ít hành nhé. Đấy, nửa củ hành tây các bạn, cho nó thơm. Và cho thêm khoanh giò nguội vào, chúng ta xào cùng để cho nó có thịt ăn cho ngon. Cho ở đây thì nó trộn ít gia vị để cho nó óp và khi xào nó sẽ rất là ngon. Xào cùng với giò nhé. Giò chúng ta thái như vậy. Thái giò mỏng nhé. Nó như rau ấy. Để khi chúng ta xào nó hòa quyện vào nhau ấy. Ăn cho nó ngon. Bây giờ mình sẽ trộn rau này với giò và gia vị cho nó ngấm khoảng 15 đến 20 phút. Trong khi chờ đợi nó ngấm thì chúng ta sẽ đi chần mì. Hôm nay mình dùng mì khô hay là bún khô. Trộn rau này thì chúng ta chỉ cần cho hạt nêm, bột ngọt và thôi, và một chút xíu muối. Thì chúng ta sẽ không phải cho gia vị vào nữa, chỉ cho ít dầu hào và đi xào rau thôi. Cho nó óng nó đẹp. Trộn như này rau nó sẽ ra nước bớt và nó óp nó sẽ ngon hơn nhiều. Khi xào thì chúng ta cho thêm ít hành lá nữa là được. Trộn như này nhé, khoảng 15 đến 20 phút cho nó ngấm. Trong khi chờ đợi cái này nó ngấm và nó óp thì mình sẽ đi trần mì. Mì thì các bạn cho nước vào chúng ta luộc. Đến khi nước sôi chúng ta tắt là được. Chỉ cần giò với cả ít rau, ít hành lá và ít mì và chúng ta có món ăn rất là ngon. Các bạn chuẩn bị một nồi nước, các bạn cho mì vào luôn. Khi nước nó sôi lên thì mình tắt bếp luôn cho mì nó không bị mềm quá. Khi nước sôi lên như này nhá, chúng ta tắt luôn bếp. Và mình mang đi mình đổ ra rổ và để cho ráo nước. Tiếp đến các bạn chuẩn bị cái chảo cho mình. Các bạn cho mình dầu ăn hoặc là đây mình dùng mỡ lợn nhé. Mỡ lợn xào rau nó sẽ ngon hơn. Mình trong này đã ướp với hành tây rồi, cho nên mình không cần phải phi hành nữa. Cái hành tây khi xào cùng nó sẽ tự tạo cái mùi thơm ấy. Nên mình rau củ này, mình sẽ cho xào luôn. Chảo nóng cho xào luôn. Khi mà rau đã ướp rồi các bạn thấy không? Rau của mình nó rất là mềm luôn. Đấy.
Xào này rất là dễ xào mà lại ngon nữa. Nó ngấm gia vị sẵn rồi. Xào khoảng 10 phút là được. Khi mà xào nó hòa quyện với nhau như này rồi nhá, được khoảng 10 phút rồi. Thì chúng ta sẽ cho rau vào xào cùng luôn, à cho mì vào xào cùng luôn. Các bạn cho dầu nào vào nhé. Chúng ta xào cho mì nó ngon hơn. Thêm chút bột lên để cho cái mì này nó ngon, cho ngọt. Bây chúng ta hòa quyện với nhau thôi, đảo cho nó hòa quyện với nhau, cho nó nóng lên là được. Rồi sau đó mình cho nó hòa quyện nhau nó nóng lên. Sau đó mình cho thêm hành lá vào. Các bạn cứ cho lửa to để chúng ta xào nhé, để cái nước này nó quyện hết vào cái mì này và rau nhé. Trần mì qua như vậy thôi để khi mà mình xào này mì nó không bị lát đấy. Nước nó sôi cái mình tắt luôn bếp. Khi mà xào mì như này ấy, thì mì nó không hề bị lát nhé, nó hoàn quyện rất là ngon. Khi mình trần mì nó chỉ là mềm mì nhưng nó chưa chưa nở ra hết, nên khi xào này nó vừa vặn. Khi mà mì nó đủ cái độ mềm, độ ngon rồi nhá, chúng ta cho hành vào. Chúng ta đảo đều lên, rồi chúng ta tắt bếp. Bạn nào ăn được cay thì thêm ít tiêu, ít ớt vào, ít bột vào. Còn không thì cứ như thế này thôi, chúng ta cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Bây giờ các bạn cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Cái món mì xào này nó rất là ngon luôn. Nhìn các sợi mì dài, vẫn giữ được cái độ dài, nó không bị lát. Nó hòa quyện vào rau củ quả, ăn nó không hề bị ngấy nhá. Rau giòn, ngon, mì mềm vừa phải. Mình sẽ được suất mì như này, hai suất mì to như này đủ cho hai người lớn ăn. Trẻ con ăn kèm cũng vẫn đủ, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ dừng cái clip về mì xào ở đây nhé. Bạn nào không thích ăn mì này thì chúng ta có thể thay mì ý, mì tôm đều được nhé. Nhưng ăn mì này nó sẽ dễ ăn hơn, dễ tiêu hơn. Mì tôm thì chúng ta sẽ không ăn được nhiều vì nó là mì chiên.